Xin chào anh em. Trước đây thì theo suy nghĩ thông thường thì NAS là những cái ổ cứng mạng đơn thuần và người ta chỉ nghĩ tới nó như là những cái mục đích lưu trữ. Như vậy thì sau cái quá trình mà nhóm mod tinh tế bọn mình sử dụng nhiều hơn những chiếc ổ cứng mạng đó, mà cụ thể là những chiếc ổ cứng của Synology, thì bọn mình phát hiện ra rằng nó còn là một cái thiết bị làm được rất là nhiều những cái thứ khác, mà thông qua đó nó sẽ giúp cho người dùng, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc là những cái startup được tiết kiệm hơn, ổn định hơn và có cái hiệu suất làm việc nó cao hơn, an toàn hơn. Và như thế nào thì mời anh em xem clip. Sơ một chút về hệ thống Synology của bọn mình làm được. Bên cạnh cái việc có một cái hệ thống phần cứng hỗ trợ rất là nhiều những công nghệ hiện đại, ngoài ra một trong những cái điểm mạnh khi mà bọn mình phát hiện ra đó là những cái hệ thống phần mềm đi theo kèm. Cụ thể hai hệ thống phần mềm mà bọn mình sử dụng nhiều nhất trong cái hệ sinh thái đó của Synology, và đó là cái tính năng backup chủ động mà Synology họ gọi là Active Backup for Business. Và cái thứ hai nữa mà bọn mình cũng sử dụng rất là nhiều trong quá trình bọn mình quay video, trong quá trình bọn mình làm việc, đó chính là Synology Drive, cho phép anh em có thể tự tạo một cơ sở dữ liệu đám mây giống như là những cái dịch vụ mà anh em xài, thí dụ như là Dropbox nè, Google Drive. Cụ thể hơn á, Synology Drive sẽ cho phép anh em tạo một dịch vụ đám mây. Một trong những cái điểm đáng chú ý, việc mà đầu tư cho một cái hệ thống đám mây tại cái doanh nghiệp của anh em, nó sẽ giúp cái đường truyền nó được thông suốt và ổn định hơn. Tất cả mọi thứ đều được base trên cái hạ tầng mạng tại Việt Nam, thay vì phải truy cập qua những cái server nước ngoài. Vốn dĩ là nó không ổn định, sẽ bị ảnh hưởng bởi khá là nhiều yếu tố khác, bao gồm cả yếu tố bảo mật mà anh em có thể là sẽ không kiểm soát được. Và cái thứ hai nữa, gần như là những tính năng mà có trên những cơ sở dữ liệu lưu trữ đám mây khác thì đều có mặt trên Synology Drive. Và thậm chí là trong quá trình bọn mình sử dụng, bọn mình đi ra ngoài quay phim, bọn mình backup trực tiếp từ hiện trường về data ở công ty để cho cái team dựng phim họ truy cập tới file đó, những cái suột đó họ dựng á, thì mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh chóng và nó được đồng bộ cực kỳ nhanh, thay vì phải up lên rồi down xuống, phải cấu hình phức tạp cho từng máy client giống như là những cái hệ thống Drive khác. Và ngoài ra thì theo mình thấy là trong quá trình mà sử dụng á, cái việc mà truy cập là tìm kiếm những cái tập tin á thì nó cũng khá là thông minh. Và một trong những cái điểm ăn tiền khác mà mình thấy ở trên Synology Drive có, đó chính là cái việc mà tự tìm kiếm những cái file, những cái tập tin bị trùng lặp và đưa ra cái suggest cho phép người dùng có thể là xóa đi hoặc là gộp lại. Có một cái nghiên cứu chỉ ra rằng á, những cái tập tin trùng lặp nó có thể chiếm tới 50% tổng cái dung lượng lưu trữ của một cái doanh nghiệp, và điều đó thì nó rất là lãng phí. Và việc có một cái hệ thống đám mây và cái đám mây đó tự tìm kiếm được những tập tin nó bị trùng lặp thay vì phải sử dụng thêm một cái bên thứ ba nữa là một điều rất là đáng chú ý. Và tính năng tìm kiếm tập tin trùng lặp đó cũng xuất hiện trên cái dịch vụ là Active Backup for Business. Cơ bản đó sẽ là một hub trung tâm để cho phép anh em có thể backup tất cả mọi nơi, từ tất cả những cái nền tảng khác nhau và từ tất cả những cái hệ điều hành, những OS khác nhau được sử dụng cho cả một cái tập thể, bao gồm từ Android, từ iOS, từ Windows, từ MacBook, và tất cả mọi thứ sẽ được chủ động backup vào trong cùng một cái cơ sở dữ liệu để chúng ta có thể quản lý một cách nó thuận tiện hơn. Đó là về mặt tính năng. Còn cái điểm thứ hai nữa mà mình nghĩ ra rất nhiều những cái doanh nghiệp hay là những cái startup quan tâm, đó chính là việc tối ưu chi phí. Việc là đầu tư một hệ thống phần cứng, một hệ thống ổ cứng có sẵn ngay trong công ty, nó làm được những cái dịch vụ vốn dĩ là chúng ta phải trả phí định kỳ cho những cái bên thứ ba khác, thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái hệ thống đó. Về mặt lợi ích lâu dài thì rõ ràng chúng ta sẽ kiểm soát nó tốt hơn và chúng ta sẽ tối ưu cái chi phí nó một cách chủ động hơn. Và cái điểm cuối cùng đó chính là cái tính kiểm soát, cái tính dễ triển khai cũng như là tính bảo mật nó cao hơn. Dù sao đi chăng nữa thì mình nghĩ rằng việc mà có một hệ thống lưu trữ, bên cạnh cái việc là dễ tiếp cận, thì nó tồn tại ở công ty một cách rất là vật lý. Và từ đó tất cả những cái mối quan tâm về bảo mật hay là về cái tính an toàn, về cái tính toàn vẹn của dữ liệu á, nó cũng sẽ dễ kiểm soát hơn. Đặc biệt là đối với những cái công ty mà có yêu cầu bảo mật nó cao. Đó cũng là ba cái lý do chính mà nhóm mod tinh tế của bọn mình đã quyết định là chuyển sang sử dụng cơ sở dữ liệu đám mây kèm với lại cái việc là backup chủ động thông qua nền tảng Synology, cả về phần cứng lẫn phần mềm. Và đó cũng là những cái điểm mà bọn mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với lại những cái startup hay là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn dĩ là những cái yêu cầu về chi phí và về độ phức tạp khi vận hành nó phải là không quá nhiều. Ok, đó là những gì mình muốn chia sẻ nhanh với anh em về những cái bọn mình đã thấy được
trong cái quá trình bọn mình sử dụng cái nền tảng đó của Synology, nhiều hình ảnh hay là những cái tính năng thì bọn mình sẽ để vào link bên dưới để anh em bấm vào và xem. Bây giờ thì mình là Minh Đức trên tinh tế.vn và hẹn lại anh em những video khác.